Vâng, em xin chào tất cả các bác nhá. Thì bây giờ cũng là muộn rồi, bây giờ là hơn 11 giờ đêm rồi nhá. Thì hôm nay mưa gió suốt cả ngày, hôm nay mưa suốt từ chiều đến tối luôn. Thì cũng không có gì cả rảnh rỗi, cho nên là em làm cái mini game đấy. Em cũng tranh thủ, em hôm nay em xong sớm em thông báo luôn cho kết quả cho các bác nhá. Đấy, đấy thì đây các bạn nhìn nhá. Đây là cái con lan hạ bay nhá, lan hạ bay mà do em đặt tên đấy. Con vai ngang cánh bầu nhá, lưỡi tím, toàn bộ lưỡi tím luôn, lưỡi cuộn, rất là đẹp. Đấy, bây giờ là gần hơn 11 giờ đêm rồi nhá, thì nó vẫn bay này các bác nhá, con này bay 24 giờ luôn. Đấy, em cho các bác ngắm lại lần cuối nhá, bởi vì là ngày mai là em sẽ ngắt nó đi. Ngày mai là em sẽ ngắt nó đi nhá, rồi để em đưa vào em làm kỳ nhá. Em làm kỳ thì em cũng... sau này có kỳ thì em sẽ chia sẻ cho các bác nhá. Con này thì nó cũng vừa phải thôi. Đấy. Đấy, các bác ngắm lại em nó một lần cuối vào đêm nhá. Hoa lở về đêm đây. Bay 24 giờ nhá. Cuốn rất là đẹp. Thì đây em xin chúc mừng mấy bác này nhá. Đấy. Cái bác đầu tiên là bác có nick là Thúy Vân này. Bác dự đoán số là 190 nhá, 190, vì kết quả hôm nay là về 191 mà. Rất là sát. Số điện thoại là 0905 961848 nhá. Là bác con lệch con 1 thôi. Đấy, là bác sẽ được một cái key 52 này nhá. Một cái key 52 này luôn. Đấy, đang đi ngọn rồi, dễ khỏe rồi, rất là đẹp. Của cái em này, Lan Hạ Bay nhá. Tên của nó là Lan Hạ Bay ạ. Vâng, bác thứ hai là bác Tăng Lưu Văn nhá. Tăng Lưu Văn dự đoán là 186. 186 là bác lệch 5. Bác lệch 5 nhá, thì bác sẽ được một cái key 5 nhất. Đây em nó đây, key 5 nhất của bác đây nhá. Bác nhìn key này, ra dễ rồi. Đấy, khoảng tầm 3 sen nhá. Và bác cuối cùng là bác Hưng Nguyễn Khánh. Hưng Nguyễn Khánh dự đoán là 206. Có số điện thoại 0936 này, 479909 này, là lệch 15 nhá, là bác cũng được một cái key 51 nữa. Đây em 51 của bác đây nhá. Ra dễ rất là đẹp rồi. Em sẽ cắt em chuyển về cho các bác. Đấy, thì có cái bác Tăng Lưu Văn này là bác chưa có số điện thoại đây nhá, thì bác xem cái clip này để bác liên hệ lại với em ngay nhá, để em sang tuần em gửi quà về cho các bác. Đấy, một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bác nhá, và các bác ngắm lại em này ban đêm nhá. Lưỡi nó cuộn lên cái vành tím rất là đẹp đó. Đấy, bay 24 giờ. Đấy, rồi và các bác ngắm lại một lần nữa cái em khoái này. Khoái này cũng bay 24 giờ nhá. Cái con khoái mũi trắng nhá. Khoái mũi trắng lưỡi tím này. Đấy. Con này cũng bay 24 giờ luôn nhá. Thì ngày mai em cũng ngắt hoa này để em cắt mắt ngủ em sang tuần em gửi về cho các bác. Đấy. Nó bay cả đêm luôn các bác nhá. Một lần nữa các bác ngắm lại hai em này. Rồi, ok em xin phép dừng video ở đây nhá.